Anh Trinh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYNTV 57.3. Và hôm nay chuyện xưa chuyện nay lại được tái ngộ với quý vị trong những ngày đầu năm này. Và trước nhất mời chào bác sĩ Giang. Mời bác sĩ Giang chào quý khán thính giả. Dạ, chào anh chị Anh Trinh. Và hôm nay là ngày đầu năm và cũng là một cái ngày rất là vui nhộn. Mọi người đều sắp sửa vừa đón xong cái Tết của năm 2013 rồi lại đang sắp sửa chào đón đến một cái Tết mới nữa, là cái Tết ta của mình. Thì Giang và chị Anh Trinh cũng đến đây để có một cái chủ đề. Thường thì chuyện xưa chuyện nay luôn luôn có một cái chủ đề để mình nói đến. Thì chị Anh Trinh với Giang thì cũng có cũng mỗi lần mà trước khi mà nói chuyện thì mình cũng kiếm ra một cái chủ đề nào đó để nói về cái chủ đề đó, thì chị Anh Trinh sẽ bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, thì như chúng ta nói là chúng ta vừa đón một cái Tết năm 2013, Tết dương lịch, và chúng ta cũng chuẩn bị cho những ngày kế tiếp để đón cái Tết ta. Và trong cuộc sống cũng vậy, nó sẽ có những chuyện này, chuyện kia nó tương tự với nhau, hoặc là trong cuộc sống thì mình nhìn qua nhìn lại, nó cũng có những cái tương tự giống nhau. Vì vậy hôm nay chúng tôi chọn nói về một cái đề tài là so sánh. Là so sánh giữa cái này và cái kia nó như thế nào, và có nên so sánh hay không, và khi so sánh như vậy thì nó có lợi hay là có hại. Đó là điều mà chúng tôi chuyện xưa chuyện nay, anh Trinh cũng như là bác sĩ Vũ Thu Giang muốn chia sẻ đến quý vị. Dạ. Thường so sánh thì mình hay có cái câu giống như là mấy người mà hay mình đang ở quen một cái người này thì mình lại suy nghĩ đến là mình có nên quen với người này không, hay là mình nhìn thấy có những cái anh chàng khác mà có vẻ có được cái học thức cao hơn, hoặc là có tiền nhiều hơn, hoặc là đẹp trai hơn, thì lại mình lại so sánh với cái người mà mình đang quen. Thì người ta hay gọi là đứng núi này trông núi nọ. Thì cái so sánh như vậy thật sự ra nó sẽ không bao giờ làm cho mình happy hết, vui vẻ hết. Tại vì mình sẽ cảm thấy giống như lúc nào mình cũng giống như không với được cái tốt hơn, không có được những cái đẹp hơn. Thì khi mà mình so sánh như vậy thì mình sẽ không có cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cái mà mình đang có. Tại vì thực sự ra khi mà mình so sánh, mình không nhìn ra được hết tất cả. Làm sao mà so sánh một người này với người kia? Tại vì mỗi người nó có một cái giống như mỗi con người sinh ra là có một cái DNA khác nhau rồi. Rồi sinh ra trong một cái hoàn cảnh khác nhau. Có những cái người thì có được những cái hoàn cảnh tốt hơn. Có những người phải bươn chải, phải có những cái công việc làm khó khăn hơn. Nhưng mà không hẳn là khi mà họ như vậy thì họ thua kém những người khác. Họ cũng vẫn có những cái đặc điểm của họ tốt hơn. Nên thực sự ra cái đứng núi này mà trong núi nọ là luôn luôn không có tốt. Không những là mấy cô gái so sánh kiểu đó mà mấy anh chàng trai cũng hay có cái kiểu so sánh đó. Chẳng những là so sánh mà kiểu giống như mình có bạn bè, mình lại so sánh người bạn này với người bạn kia, người bạn mới của mình với người bạn cũ của mình. Cái đó cũng làm cho cái người bạn của mình cũng có một cái hurt, cái feeling giống như cũng không có vui. Tại vì tình bạn bao lâu nay mà lại có người cái bạn người mới rồi, cái mình cũng so sánh cũng vậy. Mà ngay cả cha mẹ cũng vậy, phải không chị Anh Trinh? Vâng, đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, thì thật sự chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn hai từ so sánh và chọn lựa. Có nghĩa là khi chúng ta chọn lựa là chúng ta có quyền so sánh, nghĩa là cái gì đó nó chưa thuộc về mình. Giống như mình đi ra chợ, mình muốn mua cá mà mình muốn coi là mình sẽ mua con cá nào đây, hay là loại cá nào đây, mình có quyền chọn lựa và mình so sánh để mình thấy cái miếng chỗ nào nó ngon, hay là cái con cá loại nào nó ngon. Và cũng như mình chọn một người yêu thì mình cũng có quyền để mà nhìn người này có thể hơn người kia điểm nào. Rồi thí dụ trong cái vấn đề mà mình chọn một cái tương lai cho mình, một cái nghề nghiệp cho mình cũng có thể có quyền chọn lựa. Nhưng mình muốn nói ở đây là khi mình chọn lựa cái đó thuộc về mình rồi thì mình đừng có so sánh. Tại vì mình đã chọn người yêu rồi, hay là mình đã chọn cái gì đem về rồi, đơn giản một cái món ăn mình đã chọn về nhà rồi. Nếu mà mình cảm thấy mình chưa hài lòng, mình sẽ nghĩ cách nào đó để mình biến chế, để nó cũng phải trở thành là tương đối là mình ăn nó vừa ý. Rồi người yêu mình đã chọn rồi thì nếu có những cái điểm nào đó không vừa ý thì mình góp ý để
người yêu mình hoàn thiện hoàn mỹ cái điểm đó để mà mình cũng happy với người yêu của mình đã sửa đổi, chứ không nên đã chọn của mình rồi rồi mình lại so sánh người yêu của mình sao không đẹp bằng cái ông kia, hay là người yêu của mình sao đi làm không nhiều tiền bằng cái ông kia đó kia, thì cái đó là không có nên. Vì vậy nên chúng ta phải nhớ rằng chọn lựa nó khác với so sánh. Khi chúng ta đang chọn lựa thì chúng ta có quyền để so sánh, nhưng mà chúng tôi muốn nói là khi cái gì đã thuộc về của mình, thường thường thì không có cái gì là tuyệt đối hết, và không có cái gì gọi là hoàn thiện hoàn mỹ hết. Ngay cả bản thân của chúng tôi, nó phải có những cái ưu điểm này mà của anh Trinh mà Giang sẽ không có, và Giang có những cái ưu điểm của Giang mà anh Trinh ước muốn cũng không có. Thì bây giờ nếu chúng ta là bạn với nhau thì chúng ta sẽ bổ sung những cái thiếu của nhau để mà chúng ta có được một tình bạn tốt đẹp. Thì cái đó là nên, chứ không nên là cứ so sánh bạn này với bạn kia rồi mình không có bạn nào hết. Và so sánh người có người này rồi cái không thích, rồi so sánh người khác thì cũng không có ai hết. Và chúng ta cảm thấy rằng nếu một người như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ biến thành một cái tính xấu. Là đứng lúc đó là đứng núi này trong núi nọ thật sự đó. Tại vì mình đã chọn cho mình rồi mình lại gạt bỏ đi để mà mình chọn một cái khác nữa, thì cái cuộc đời mình nó cứ chạy theo cái lòng vòng lẩn quẩn nó hoài, và lúc đó mình mới cảm thấy là lúc nào mình cũng cô đơn hết, vì mình không tìm được cho mình một người bạn tốt, mình không tìm cho mình được một người yêu vừa ý, và mình không tìm được cho mình một cái món ăn nào hết, và tối đi về ăn mì. Thật sự cái sự so sánh á, là mình cũng có quyền so sánh, giống như mình đi shopping mình biết cái mall này nó bán đồ rẻ hơn. Đúng cái, rồi. Hoặc là mình đi mua đồ ăn thì mình thấy cái chỗ này nó tươi hơn thì mình sẽ ghé thường xuyên cái tiệm đó. Cái sự so sánh là một cái điều tốt để cho mình có được cái khả năng mình mua được những cái món quà hoặc là những cái đồ tốt hơn. Ngay cả mình đi có những cái phục vụ, những cái tiệm, những cái nhà hàng hoặc là cái sự phục vụ nó tốt hơn, hoặc là những cái văn phòng bác sĩ có những người bác sĩ tốt hơn, hoặc là có những cái dịch vụ nào đó họ có những cái dịch vụ, cái cách phục vụ của họ tốt hơn, thì cái sự so sánh đó mình sẽ làm cho mình cái kinh nghiệm của mình lần tới mình sẽ được hơn. Nhưng mà có những người á, thì lại so sánh cái sự con người với nhau thì không nên so sánh. Tại vì như em thấy ngay cả trong gia đình cha mẹ có đông con đi, thì cha mẹ thường hay so sánh đứa này với đứa kia. Cái đứa đó nó học giỏi mà sao cái đứa nhỏ hơn nó học không giỏi. Mà nói như vậy thì cái đứa trẻ nhỏ hơn thì nó sẽ có một cái sự tự ái và tự ti, và trong lòng nó cũng buồn. Có những khi mỗi đứa con nó có một cái tài năng khác nhau, nó có một cái thiên chức khác nhau, thì cái đó thì cha mẹ nên vận động động viên là ồ cái đứa đó nó thiên về nó thích đàn hơn, cái đứa kia thì nó thích học hơn, nó chỉ thích học, rồi cái đứa kia nó chỉ thích chơi thể thao. Mỗi đứa nó sanh ra, thật sự người ta nói cha mẹ sanh con thì trời sanh tính. Đúng rồi. Thì mỗi đứa con thì nó sẽ có một cái sở thích khác nhau, và có một cái tài năng, có một cái năng khiếu khác nhau. Cho nên thường cha mẹ thì hay có một cái thói quen là so sánh cái đứa con này với đứa con kia. Có những đứa nó chỉ thích cái đó thì lại nghĩ là nó không có giỏi, không có khá bằng cái đứa kia. Nhưng mà cái đó làm cho nó có một cái mặc cảm, tự ti, và nó sẽ không có phát triển được mà vui vẻ như những đứa trẻ khác. Và có những cha mẹ lại không những là so sánh đứa con này với đứa con kia mà so sánh với con của bạn mình nữa. Thì có những người cái con của cái bác đó nó giỏi như vậy mà sao con không có học được như vậy. Thì đó là một cái điều mà theo Giang nghĩ thì cái đó nó không có đem lại cho đứa con một cái vận động viên, mà nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy nó bị áp lực nhiều quá. Cho nên thực sự mình cũng có thể nói ồ con cố gắng lên, giống như những cái sự động viên nên khuyến khích và khuyên nhủ con mình. Thì điều Giang nói thì mình thấy rõ ràng là ngay cả trong cái gia đình của mình không có được đông con cháu, nhưng mà mình thấy từng đứa con, đứa trẻ đó nó phát triển theo cái tuổi khác nhau. Cũng như mình thấy hai đứa bé
Thì đầu tiên mình thấy cái đứa đó nó nghịch ngợm nhiều, nhưng mà khi lớn lên thì nó lại trầm hơn. Còn cái đứa mà nó lúc nhỏ nó trầm thì lớn lên nó lại có vẻ năng nổ, năng động hơn. Và lúc nhỏ nó nói nó sẽ thích học về vũ ba lê, nhưng mà khi nó lớn lên thì nó lại sang nó vẽ. Rồi nó lớn lên thêm 1 năm nữa nó thay đổi. Vì vậy nên mình là cha mẹ thì mình kiên nhẫn, và khi con mình nó làm được một cái gì mình cứ khuyến khích nó làm cái chuyện đó. Còn tương lai á, thì thật sự khi nó lớn rồi thì khi con nó đã định hướng được cho nó, tại ở xứ này nó đi ra ngoài và nó định hướng được cho nó, thì cha mẹ chỉ nên khuyến khích con. Và nếu mà mình không thích thì mình cũng có những cái mình phải chứng minh được. Mình phải chứng minh được với đứa trẻ đó là nó làm sai, rồi cái chuyện mà mình nói là đúng. Tại vì ở đây, ở xứ này, mình nói chuyện với con trẻ mình không thể nói khơi khơi được. Và đặc biệt như bác sĩ Giang cũng nói là mình không nên đem con của mình để so sánh với con của người hàng xóm hay là người bạn. Bởi vì thật ra mỗi đứa con của mình sinh ra hay con người ta, nó có cái gen của nó, và đồng thời cái sự phát triển của mỗi con người, cái tâm tính về cái trí não cũng khác nhau. Vì vậy nên con của người kia chọn làm bác sĩ không có nghĩa là con mình cũng phải, mình bắt buộc và mình nói rằng con của người kia làm bác sĩ thì con cũng phải học bác sĩ. Cái đó chưa chắc gì là con mình đã thành công, nhưng mà biết đâu con mình lại chọn một cái ngành nghề khác lại rất là thành công trong lĩnh vực mà con mình chọn. Vì vậy nên mình chỉ nên khuyến khích và mình nên tạo điều kiện và giúp đỡ cho con cái được là tiến bộ trong con đường của con đã chọn, chứ không nên là so sánh, bởi vì làm cái điều đó chỉ làm cho con mình nó bực mình và nó cảm thấy rằng mình không hiểu, nó cách xa mình và nó bắt đầu nó thu gọn lại và nó sẽ không có nói chuyện với mình, và mình sẽ không có cơ hội để mà có những cái lời khuyên nhủ hay là được chia sẻ. Vì vậy nên chúng ta thấy như từ nãy giờ nói, giữa chọn lựa và so sánh. So sánh là khi cái đó chưa thuộc về mình thì mình nói cái này kia, nhưng mà khi mình sanh ra một đứa con nó đã là của mình, nó như thế nào thì mình nên chấp nhận và mình giúp đỡ cho nó được tốt theo ý của mình là may mắn, còn không thì mình nên giúp nó để nó được hoàn thiện theo cái con đường của nó đi, chứ mình không không có nên mà đã của mình rồi mà mình so sánh như vậy. Mình đâu có đem con mình quăng ngoài đường được. Cũng như mình đã mua lỡ cái món này về không có đúng ý ông xã rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ chế biến sau đó để mà ăn cũng ngon, chứ không nghĩa là mình đem mình bỏ thùng rác thì như vậy mình cũng rất là phí. Vì vậy nên chúng ta thấy như anh Trinh vẫn nói rằng so sánh là khi nó chưa thuộc về mình, là mình có quyền so sánh để mình chọn lựa, và khi mình chọn lựa rồi mà nguy hiểm nhất là đừng bao giờ đem ông chồng mình so sánh với ông chồng khác của cái cô bạn hay là giận của cái liền hàng xóm, giận và quý ông cũng không nên đem bà xã mình để so sánh với bà xã người khác. Bà xã người khác á, mình thấy họ giỏi là tại vì họ sống với cái ông xã đó, liền. họ có những cái phù hợp và tự nhiên họ họ hay, họ giỏi. Nhưng mà người đó sống với mình chưa chắc gì giỏi như vậy bằng vợ mình đang sống với mình. Đó là những cái điều mà trong cuộc đời mình nói giống như cái duyên phận, như lúc trước mình nói nó đã được sắp đặt rồi thì mình đã thuộc về mình, thì mình cố gắng làm sao để mình xây dựng để cho cuộc sống của mình nó vui và nó hoàn thiện mỗi ngày cho nó tốt đẹp. Chứ đừng có ngồi rồi u buồn sao vợ tôi không bằng người ta, vợ tôi không xinh đẹp bằng người ta, nhưng mà biết đâu ông bên kia ông lại nói là thà vợ tôi xấu như cái người kia mà còn tốt hơn là em đẹp như vậy. Mình khó hiểu lắm. Vì vậy nên mình hãy happy với những cái gì mình có, mình bằng lòng với cái gì mình có, và mình chỉ nên làm thêm những cái gì mà trong cái định hướng của mình, chứ mình không có nên mà lúc nào cũng buồn rầu với cái mình có, mình buồn rầu với cái gì mình đã thuộc về mình, thì mình sẽ không bao giờ có được cái niềm tin và mình cũng không bao giờ có được cái nụ cười thật sự trong cái mái ấm gia đình của mình. Mình hãy hài lòng và mình cố gắng để làm sao cho vun bồi cho nó tốt hơn là mình cứ ngồi mình đứng núi này trông núi nọ, so sánh cái này với cái kia. Và như nguy hiểm nhất là không nên so sánh người thân của mình với người thân của thiên hạ. Còn cái một cái nguy hiểm nữa chị Anh Trinh là mình so sánh với chính mình với cái người khác nữa, thì cái đó là tự ti đó. Và dễ bị tự ti. Nếu mà mình không có giỏi á, thì mình sẽ cảm thấy tự ti. Còn mình quá giỏi á, thì mình cảm thấy mình quá thiếu khiêm Vậy thôi mình ráng thêm, thay vì mình tự ti mình thêm chữ N đi, đang cho là tự tin á, tốn. thì tốt Tự tin. hơn. Tại vì khi mà mình so sánh, giống như người ta hay có cái câu mà
nhìn lên á, thì cũng chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không có ai bằng mình. Ừ, đúng rồi. Thì khi mà mình nhìn lên quá thì mình sẽ cảm thấy mình rất là mất tự tin, mình sẽ tự ti, tại vì mình thấy mình quá là thua kém mọi người, rồi mình mất luôn cái lòng tự tin, mình sẽ không dễ bị thất bại hơn. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có nhìn xuống không thì mình sẽ không có một cái chí hướng phấn đấu, mình sẽ cảm thấy mình vậy là đủ rồi, quá giỏi rồi. Yeah. Mình hơn hết mọi người rồi, thì mình sẽ không còn cái sự phấn đấu nữa. Thì cái lúc đó thì nó sẽ làm cho mình sẽ đứng dậm chân tại chỗ, là không có đi lên được. Cho nên thực sự ra thì một cái con người thì mình nên có, mình cũng nhìn lên, mình nhìn xuống một chút, mình nhìn lên một chút để mình biết là mình phải phấn đấu cố gắng hơn nữa để mình đạt được những cái thành công giống như những cái người khác. Nhưng mà mình cũng phải nhìn xuống một chút để mình có được cái tự tin, và mình thấy mình may mắn hơn, mình may mắn hơn nhiều người. Tại vì thực sự nếu mà mình cứ nhìn chính mình thì mình cũng có nhiều cái mình không có vừa ý. Có những cái chuyện nó xảy ra giống như cha mẹ hay cãi cọ với nhau, không có vui với nhau, nhưng mà mình chỉ nhìn vô đó thì mình sẽ than vãn. Nhưng mà nhiều khi mình lại nghĩ là cũng may là mình có cha mẹ, tuy là cha mẹ cãi nhau nhưng mà vẫn có ở bên cạnh mình. Thì cái đó mình sẽ cảm thấy có những đứa trẻ nó không có cha mẹ thì sao, thì lúc đó mình lại thấy cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Cho nên là cũng đôi khi cái mình cũng phải nhìn lên và mình cũng phải nhìn xuống chút. Vâng, thưa quý vị, nói là mình nhìn lên thì không bằng ai, mà nhìn xuống thì mình hơn rất nhiều người. Phải nói rằng là mỗi ngày mà chúng ta sau giấc ngủ thức dậy mà chúng ta thấy chúng ta còn lành lặn, không có bị bệnh hoạn và vẫn còn khỏe mạnh, thì có nghĩa rằng là chúng ta đã được may mắn. Trong khi có thể là sau một giấc ngủ sáng nay thì chúng ta mở ra biết bao nhiêu cái tin là người này bị thiên tai, nước kia bị nạn khủng bố, thí dụ này nọ kia, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải thấy rằng trong cái gì mình đang có là mình hãy quý nó. Và mình nhìn lên để mình phấn đấu. Như bác sĩ Giang nói là mình thấy ở bên gia đình đó họ có một cái nề nếp mà nhà mình sao nó hơi không có được, nó bị lộn xộn thì mình cố gắng để mình nói chuyện với nhau trong gia đình, bảo ban với nhau để mà mình cũng đi từng bước để được một cái mái ấm gia đình tốt đẹp. Đó là mình nhìn để mà mình sửa đổi, thì cái điều đó rất là tốt. Còn mình nhìn xuống để mình cảm thấy rằng mình may mắn, và mình nên có cái sự khiêm nhường để mình thấy rằng mình hơn rất nhiều người. Cũng như có một người thắc mắc với anh Trinh là thấy anh Trinh gói những cái món quà mà anh Trinh cứ đứng, đứa cháu nó nói sao mình cứ đứng thấp tha thấp thỏm trước cửa để chờ cái xe đổ rác để mình tặng quà. Thì mình mới trả lời rằng những người bạn của mình là bác sĩ, là kỹ sư, là ca sĩ, mình tặng những món quà, thì cái người đi đổ rác cho mình, họ cũng là những người bạn đang giúp mình mỗi tuần 2 lần đổ rác cho mình. Nghĩa là mình nhìn xuống để mình thấy rằng mình hơn họ, và mình xử sự một cách rất là trân trọng giống như tình bạn của mình. Bởi vì trong công việc của mỗi con người nó đều bổ sung cho nhau hết. Nếu mà mình ai cũng đi làm bác sĩ, kỹ sư, làm ca sĩ, nhạc sĩ hết thì chắc không ai làm những chuyện đó, thì nó sẽ không thể phục vụ cho nhau. Mà nếu những người làm cực khổ đó mà họ không đi làm việc đó được thì họ cũng không thể làm việc khác. Nhưng mà rồi họ có tiền, họ lại mua vé để coi mình hát, họ lại có tiền để họ đi bác sĩ, để bác sĩ có tiền để mà sống. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cứ so sánh thì chúng ta thấy là chúng ta hãy nhìn lại đi, mình hơn rất nhiều người, thì mình sẽ đỡ đó cái so sánh. Rồi nếu mà mình nói là so sánh thì cái người mà bần cùng trong xã hội đi, hay là một người có một cái nghề nghiệp nó không có được sung sướng đi, mà nếu họ so sánh hoài thì chắc họ không thể làm nổi cái gì hết. Nhưng mà mình thấy họ rất là tự tin, họ rất là vui vẻ và họ rất là ngẩng cao đầu, để đó là công việc, đó là một cái job của mỗi người, mà nếu mình làm cái chuyện đó mình không có làm được. Đúng đó rồi, vì vậy nên mình cảm thấy vui. Mình thấy bác sĩ Giang là bác sĩ không có nghĩa là mình đi ganh tị. Sự so sánh nếu mà mình không có định nghĩa rất rõ ràng thì nó trở thành một cái sự là lâu, nó sâu dày quá, trở thành ganh tị. Là mình lúc nào mình cũng không hài lòng ở mình, và mình cứ so sánh mình với người này, mình so sánh mình với người kia, rồi so sánh thấy thua thì đâm ra ghét.
Từ cái ghét nó đi đến cái ganh tị, và cái ganh tị thì bảo đảm rằng đến một lúc nào đó cái tính xấu đó nó sẽ không có che mắt được người khác, và nó sẽ thể hiện qua cái ánh mắt, cái hành động của mình, và rồi mình, người so sánh sẽ trở thành người cô đơn. là như nãy giờ nói, người so sánh sẽ luôn luôn cảm thấy mặc cảm, không tự tin và luôn luôn cô đơn, bởi vì không bao giờ mình cảm thấy bằng lòng hay là happy với những gì mình có. Vì vậy nên chúng tôi trở lại chỉ có ba chữ thôi, là chúng ta có quyền so sánh để mà chọn lựa, và khi chọn lựa rồi là không so sánh nữa, mà chỉ có bổ sung và phấn đấu để cho mọi việc nó tốt hơn. Rồi hai nữa là không có đứng núi này trong núi nọ, và lúc nào cũng vậy, mình cũng đừng quá so sánh để trở thành một sự tự ti, một sự ganh tị, thì nó trở thành không có tốt. Vì vậy từ so sánh nghe nó bình thường, nhưng mà nếu mà mình không có định nghĩa được nó thì mình dễ bị sa vào cái điểm này và ngã vào cái điểm kia, thì nó trở thành một người lúc nào cũng tự cô lập mình. Em nhớ hồi nhỏ là coi như em hay bị ganh tị với chị, tại bố mẹ thì thương thương chị mình hơn. Chị mình là quấn lộn nhau ngoài. Bố mẹ thương thương chị hơn, cho nên là bất cứ cái gì mà chị cũng được hơn, cho nên là có những lúc em bố cứ khen chị là ồ chị thức khuya đến 12 giờ đêm để học bài, như là mẹ phải là mua đồ ăn nhiều, đồ ăn ngon cho chị, thưởng chị. Thì em cũng giống như mình cũng bắt chước, cũng thức đến 12 giờ đêm giống như y chang vậy, giống như để coi có bố có cư xử đúng đó, vậy có không? Lẽ là ba mẹ mình muốn khuyến khích mình bằng cách là khen người chị đã có những cái chăm học như không vậy. Phải chị anh Trinh. Đến chừng em làm giống y chang, cũng thức đến 12 giờ đêm, rồi cũng mở cuốn sách ra, không có bài gì hết, nhưng mà học để cho có điểm vậy để thôi điểm. Cái xong cái bố nói trời ơi, Giang nó lo chơi quá mà giống như là đến khuya mới chịu học bài, rồi học không kịp, rồi đến để hả còn tốn điện nữa, đốt đèn tốn điện. Thì lúc đó là em giống như mình bị ganh tị, không có vui, rồi giống như cảm thấy giống như là chắc mình là con nuôi chứ không phải con ruột nữa. Nhưng mà đó là những cái sự so sánh nó sẽ làm cho mình buồn hơn. Cho nên là mình cứ sống, em nghĩ là một cái cuộc con người mà để mà vui vẻ thì sống vô tư, mình nhận được cái gì thì mình vui cái đó, và đã mình làm cái gì rồi thì mình không ân hận mình, tại vì mình cứ nghĩ đến nếu mà làm cái chuyện này thì chắc mình sẽ vui hơn. Chưa hẳn, tại vì cái cuộc đời nó có những cái giai đoạn, có những cái giây phút để mình quyết định một cái công việc mình làm, hoặc là một cái người mình chọn, thì mình đã chọn rồi thì mình đừng nên ân hận, mà giống như là để mà có những cái giây phút mà mình không có vui với chính mình, hoặc là không có vui với gia đình mình, hoặc là không có vui với lại những người xung quanh mình. Có nghĩa là mình phải bản lãnh với những cái gì mình đã chọn, mình đã quyết định và mình xử lý. thì chúng tôi thấy là trong gia đình chúng tôi cũng sẽ xảy ra như vậy, là hồi nhỏ thì người chị của anh Trinh là tuổi giống như mẹ nói, mẹ sinh năm 1 đó, thì tuổi sắp xỉ nhau là cứ hai chị em đánh lộn với nhau, mà không biết dành cái gì, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là ô ba mẹ thương chị mình hơn, ba mẹ không có thương mình. Nhưng mà trong tâm tư của chị mình lại cũng nghĩ rằng là ba mẹ thương mình hơn, không có thương chị mình. Vì vậy nên là chúng ta thấy là chúng ta không có thể nào mà tránh được những tình trạng đó. Tuy nhiên chính khi mà chúng ta lớn rồi thì trong gia đình chúng ta phải định nghĩa được vấn đề đó để chúng ta hướng đạo cho con cái của mình. Vâng, thưa quý vị, thì từ nãy giờ chúng tôi hôm nay nói về chuyện so sánh để mà là một cái chuyện vui thôi, nhưng mà cũng rất cần trong cái đời sống hàng ngày để mà chúng ta yên tâm hơn, là luôn luôn đối với anh Trinh và bác sĩ Giang thì luôn luôn người phụ nữ mình lúc nào cũng ưu thế, cũng được may mắn ở xứ này, và chúng ta nên tự tin và chúng ta nhìn lên để chúng ta sẽ phấn đấu, và chúng ta sẽ tạo được những cái gì tươi đẹp hơn cho mình, giỏi giang hơn cho mình, và nhìn xuống mình thấy rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác. Và với cái niềm tin như vậy thì trong cuộc sống mình luôn luôn có nụ cười, và chúng ta sẽ luôn luôn chủ động được tất cả mọi vấn đề để trong gia đình được mọi sự đầm ấm, yên vui, hạnh phúc. Và chúng tôi cũng không có nhiều thời gian, vì vậy nên mời bác sĩ Giang gửi lời chào đến quý khán giả. Giang và chị Anh Trinh thì cũng muốn nói đến cái đề tài so sánh. Thì so sánh nó gây ra cái sự so đo, rồi nó gây ra những cái sự ganh tị, rồi
có khi nó làm cho mình tự tin hơn, mình phấn đấu hơn. Thì có những cái so sánh nó tốt, có những cái so sánh nó xấu. Coi như mình không có kết luận, cái này là từ để mỗi người. Dạ. Nó cũng không hẳn là xấu. Dạ. Thì cho nên là một cái đề tài chỉ là vui thôi. Thì mong rằng các quý vị khán thính giả chia sẻ cùng với chị Anh Trinh và Giang cái đề tài này. Và cũng cảm ơn đã theo dõi chương trình. Chúc các quý vị khán thính giả một năm này mình cũng so sánh với năm mới là hơn năm mới này là hơn những cái năm cũ đã qua. Dạ. Thì cái sự so sánh đó hy vọng rằng nó sẽ làm cho mọi người đều vui hết. Dạ. Vâng, xin kính chào quý vị.